được không? Gì nhá, nó vẫn cận 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 nhưng mà ra cái lỗ chân lông đó thôi chà. Có sao rồi? Không. Dễ nè. Cái lỗ chân lông của em giờ chừng trước là mấy cục mụn rồi đó.
Giờ ăn chào mà đi xem mà cứng ngắc. Em hết thuốc nó lây mụn đi ra hả cha? Bao lúc mình thấy đã hết thuốc cái, tại vì cái thuốc nó cũng hạn chế mồ hôi của mình đó. Chuẩn bị viêm lên đó chào ngay, để cả 2 tuần nữa là nhỏ luôn. Để yên chụp luôn cả anh chụp bấm.